Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thành Đốn gồm có tin quan trọng, tiếng nói cử tri và chương trình phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Bắt hàng cho dừng lại các dàn phóng hoa tiễn. Theo RFI, dựa trên các ảnh vệ tinh, một trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang nhanh chóng tiến hành xây dựng lại một bãi phóng hỏa tiễn. Vài ngày sau khi cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un thất bại tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở đặt tại Hoa Thịnh Đốn, hôm 5 tháng 3 2019 tiết lộ, có những dấu hiệu cho thấy những hoạt động tại dàn phóng hỏa tiễn Sohae chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un kết thúc thượng đỉnh tại Hà Nội sớm hơn dự định ngày 28 tháng 2 mà không đạt được thỏa thuận nào về phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Hơn thế, hai bên không có tuyên bố chung nào trước khi chia tay. Theo CSIS, việc Bình Nhưỡng dường như đang nhanh chóng xây dựng lại dàn phóng hỏa tiễn hề có thể là nhằm thể hiện thái độ kiên quyết của họ trước việc Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Bắc Hàn giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Kim Jong-un. Nằm ở bờ biển phía Tây Bắc của Bắc Hàn, Sohei thuộc về chính thức vẫn là nơi phóng các vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng đây có thể là nơi phóng các hỏa tiễn đạn đạo. Theo quan sát của CSIS, bãi phóng Sohei trong quá khứ là nơi phóng các vệ tinh sử dụng công nghệ ICBM, hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa bị cấm chiếu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Báo cáo với các nghị sĩ quốc hội trong tuần này, cơ quan tình báo Nam Hàn cũng cho biết trong tuần này đã phát hiện có những dấu hiệu hoạt động tại bãi phóng Sohei. Tuy nhiên, theo lời ông Joe Witt, giám đốc trang mạng 38 North NK, những dấu hiệu nói trên không nhất thiết có nghĩa là Bắc Hàn đang chuẩn bị thử một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Vào năm 2007, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố họ có khả năng gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, có thể bắn tới bờ phía đông của lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm thứ Tư, vào năm 2018, sản xuất lương thực của Bắc Hàn đã rơi xuống mức thấp nhất từ hơn 10 năm qua do thiên tai, thiếu đất canh tác và năng suất kém. Hoa Kỳ thận trọng trước tin Bắc Hàn xây lại dàn phóng hỏa tiễn tại Sâu Sau khi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS trên các hình ảnh vệ tinh cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang xây lại một bãi phóng hỏa tiễn đạn đạo, thì hôm qua, ngày 6 tháng 3, 2019, Tổng thống Donald Trump và giới phân tích phản ứng thận trọng. Từ Washington, thông tín viên RFI and Corbett tương trình, khi được hỏi về việc Bắc Triều Tiên khởi động lại hoạt động bãi phóng tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu, Tôi sẽ rất thất vọng nếu mọi chuyện diễn ra như vậy. Các báo cáo hiện vẫn là quá sớm, nhưng tôi sẽ rất rất thất vọng về lãnh đạo Kim Jong-un. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bãi phóng có thể sẽ phục vụ cho cả vệ tinh và các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Hiện giờ, giới chuyên gia đang đặt câu hỏi về tín hiệu mà Bình Nhưỡng gửi đi. Ông Robert Inshorn, từng là cố vấn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề không phổ biến hạt nhân dưới thời Ngoại trưởng Hillary Clinton nói, họ biết rằng chúng ta nhìn thấy những điều đó. Liệu có phải họ đang đánh tín hiệu để nói rằng Hoa Kỳ cần phải tỏ ra mềm dẻo hơn về các lệnh trừng phạt? Nếu không, Bắc Hàn sẽ tái khởi động các vụ thử tên lửa. Đó là một khả năng nhưng chúng ta cần chờ đợi thêm trước khi rút ra kết luận. Dẫu sao thì thất bại của thượng đỉnh Hà Nội cũng cho phép Bắc Hàn hành động mà không vi phạm các cam kết. Đó là đánh giá của bà Kathleen Stephens, cựu đại sứ Mỹ tại Nam Hàn. Bà phát biểu: "Tôi nghĩ rằng chừng nào chưa đạt được thỏa thuận thì Bắc Hàn vẫn chưa cảm thấy có liên quan." Lãnh đạo Kim Jong Un đã nói rằng ông ấy sẵn sàng nhượng bộ nhưng không một thỏa thuận nào được ký kết. Vì thế, tôi nghĩ là Bình Nhưỡng cho rằng họ không phản bội các cam kết. Tôi nghĩ quan điểm của họ là như vậy. Tuy nhiên, khi làm như vậy, Bắc Hàn phải đối mặt với nguy cơ Mỹ sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt. Không hề giấu giếm, ông John Bolton, cố vấn quốc gia về an ninh đã nói đến khả năng trên, ngay từ trước khi các hình ảnh về việc Bình Nhưỡng khởi động lại hoạt động tại bãi thử tên lửa nhạy cảm này được công bố. Trong khi đó, ngày 7 tháng 3, hãng tin Hàn Quốc Yonhap loan tin là ông Sup Hun, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia NIS, tiết lộ dường như Bình Nhưỡng vẫn cho các cơ sở làm giàu uranium ở khu phức hợp Yongbyon vận hành bình thường, ngay cả trước khi diễn ra thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 2019 tự do ngôn luận, giới nhân quyền hối thúc Liên Âu gây áp lực với Hà Nội. Ngày 4 tháng 3 năm 2019, Liên Hiệp Châu Âu dự kiến có cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 8 với chính quyền Việt Nam. Nhân dịp này, một số tổ chức nhân quyền lên tiếng kêu gọi Brussels gia tăng áp lực để Hà Nội chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận, tôn trọng quyền lập hội, phóng thích tù nhân chính trị. Cuộc đối thoại về nhân quyền lần thứ 8 Liên Âu Việt Nam được tổ chức ở Brussels trong bối cảnh nghị viện châu Âu có kế hoạch ban thảo về Hiệp định Tự do Thương mại Liên Âu Việt Nam EVFTA. Trong những tháng tới, giới bảo vệ nhân quyền hy vọng việc thông qua Hiệp định Thương mại này phải đi liền với việc cải thiện đáng kể tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Trong một thông báo ra ngày 4 tháng 3, Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH và Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam VCHR kêu gọi Liên hiệp châu Âu gây áp lực với Việt Nam, yêu cầu ngừng các cuộc đàn áp, nhắm vào những người bất đồng chính kiến bày tỏ quan điểm ôn hòa, hủy bỏ các điều luật đàn áp, trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ tù nhân chính trị. Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, các hành động tấn công đang diễn ra của chính quyền Việt Nam nhắm vào các quyền tự do chính trị và dân sự làm xói mòn khả năng của chính quyền trở thành một đối tác kinh tế bền vững của Liên hiệp châu Âu. Châu Âu cần gây áp lực để Hà Nội ngừng nặng áp xã hội dân sự và tiến hành khẩn cấp các cải cách về luật pháp và định chế. Về phần mình, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch HRW cuối tháng 2 2019 cũng gửi một tờ trình đến Liên hiệp châu Âu để yêu cầu Liên Âu gây sức ép để Việt Nam ngay lập tức phóng thích các tù nhân và những người bị tạm giam vì lý do chính trị, chấm dứt đàn áp các quyền tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp và đi lại, cho phép tự do thông tin, ngừng can thiệp vào các công việc tôn giáo và có các biện pháp cụ thể để ngăn chặn nạn công an bạo hành. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đánh giá năm 2018 là năm mà đàn áp nhân quyền tại Việt Nam gia tăng. Theo Human Rights Watch, chính quyền Việt Nam đã kết án và bỏ tù ít nhất 42 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, căn cứ theo nhiều điều luật mang tính đàn áp. Số án tù trong năm 2018 tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Liên đoàn quốc tế về nhân quyền FIDH cũng ghi nhận việc đàn áp bạo hành nhắm vào những nhà bảo vệ nhân quyền các nhà tranh đấu, các blogger bất đồng chính kiến và thành viên của nhiều nhóm tôn giáo gia tăng trong năm 2018, ít nhất 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. FIDH đặc biệt chú ý đến các đòn áp nhắm vào những người bày tỏ quan điểm ôn hòa trong các cuộc biểu tình hồi đầu mùa hè năm 2018, chống lại hai dự luật về đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Hàng trăm người biểu tình bị bắt ít nhất 118 người tham gia bị phạt tù sau đó. Nhân quyền gắn chặt với Hiệp định Khung về Hợp tác Liên Âu Việt Nam Tháng 10, 2018, Ủy ban châu Âu tuyên bố chấp thuận Hiệp định Tự do Thương mại Liên Âu Việt Nam. Hiệp định nói trên đang chờ sự phê chuẩn của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu. Hiệp định EVFTA rằng buộc chặt chẽ với Hiệp định Khung về Đối tác và hợp tác toàn diện giữa Liên Âu và Việt Nam. PCA ký kết năm 2012. Tuy nhiên, hiệp định PCA có thể bị đình chỉ nếu Việt Nam không tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền. Tháng 9/2018, 32 nghị sĩ nghị viện Châu Âu ký thư ngõ kêu gọi Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi hiệp định tự do thương mại được đưa ra bỏ phiếu. thưa quý vị, chương trình bản tin hoạt hình đúng đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 ra phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VTV và SPTNDC thực hiện. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress Virginia 22042. Với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128, nhà hàng Nha Trang điện thoại số 703 534 1657, Nova Pharmacy điện thoại số 703 538 5555, Kim Phụng Bakery điện thoại số 703 534 -4525. Brother Auto Services điện thoại số 703 1233 Thanh Sơn Thôn Phu điện thoại số 703 Hoa Thịnh Đốn Việt Báo điện thoại số 703 339 -9852. Bánh mì ba lẹ điện thoại số 703 Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.